Không quá khi nói rằng Sông Lam Nghệ An là ông vua đào tạo của bóng đá Việt Nam. Từ trước thời điểm lò đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, VPF hay Hà Nội FC hình thành và nổi danh, Sông Lam Nghệ An luôn là lò đào tạo trẻ số 1 của bóng đá Việt Nam về cả thành tích ở giải trẻ cũng như truyền thống. Việc U15 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia 2022 là minh chứng rõ ràng nhất. Đóng góp của lò đào tạo bóng đá Nghệ An rất lớn cho các tuyến đội tuyển Việt Nam từ U16, U17, U19, U23. Bóng đá trẻ phát triển, nhưng thật tiếc khi Sông Lam Nghệ An đã qua nhiều năm rồi vẫn chỉ kết thúc ở vị trí giữa bảng xếp hạng V-League. Mùa giải 2021 sau vòng đấu thứ 12 trước khi V-League phải hủy vì dịch Covid, Sông Lam Nghệ An đứng cuối cùng ở vị trí thứ 14 khi chỉ có 10 điểm. Mùa giải 2020, Sông Lam Nghệ An kết thúc ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc. Xa hơn ở mùa giải 2019, đội bóng xứ Nghệ đứng thứ 7 chung cuộc. Sông Lam Nghệ An là đội bóng lớn có truyền thống ở giải vô địch quốc gia. Họ thành lập năm 1979. Trong lịch sử, Sông Lam Nghệ An vô địch V-League 2 lần vào các năm 2001-2011. Lần gần nhất Sông Lam Nghệ An vô địch cách đây 11 năm, người hâm mộ bóng đá này mong muốn thế hệ vàng Văn Đức, Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải đưa đội bóng này lên vinh quang. Hiện tại Sông Lam Nghệ An đứng thứ 2 sau lượt đi V-League 2022, nhưng khoảng cách của họ với đội đầu bảng Hà Nội FC lên đến 9 điểm bằng đúng 3 trận thắng. Nếu muốn lên ngôi vô địch, Sông Lam Nghệ An phải giành điểm tối đa trước tất cả các trận đấu lượt về và mong muốn đối thủ sai lầm. 3 ngày nữa, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Lúc này không phải chỉ người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ mong muốn Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng, mà cả V-League cũng muốn đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng để cuộc đua vô địch năm nay hấp dẫn hơn. Trở lại câu chuyện bóng đá xứ Nghệ, nguyên nhân chính dẫn đến đội bóng này chưa có thành tích như mong đợi chính là vì thiếu ngân sách. Không có tiền lót tay, không có khoản thưởng, lương khổ khiến Sông Lam Nghệ An chảy máu chất xám. Khi lần lượt Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài ra đi ở những mùa giải trước, hiện nay nhiều cầu thủ đã trở lại Sông Lam Nghệ An thi đấu. Tuy nhiên, để lên ngôi vô địch, Sông Lam Nghệ An cần có sự quan tâm đầu tư. Sau những thành công của lứa trẻ sẽ là thành công cho đội một của câu lạc bộ. Bạn đánh giá thế nào về đóng góp của cầu thủ xứ Nghệ trong năm qua cũng như tương lai của bóng đá Nghệ An? Hãy bình luận dưới video chúng tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại.